Kính chào tất cả các quý thầy cô, các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu. Đây chúng ta bắt đầu buổi tele của ngày thứ năm hàng tuần và với bắt đầu với báo cáo khoa học của tiến sĩ bác sĩ Trịnh Quốc Đoạt của khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về báo cáo là chọn lựa các phương pháp điều trị sỏi đường mật. Xin mời thầy Đạt. Vâng ạ. Thưa thầy Thành, thưa các quý thầy cô và quý đồng nghiệp, xin trình bày cái chủ đề là chọn lựa các phương pháp điều trị sỏi mật đường mật hiện nay. Như chúng ta đã biết thì cái bệnh sỏi đường mật là một cái bệnh rất phổ biến ở Việt Nam và các nước đang phát triển, ví dụ khu vực Đông Nam Á hoặc Châu Phi. Cái nguyên nhân chủ yếu là do nhiễm trùng, đặc biệt là ký sinh trùng là giun đũa, đấy là nguyên nhân thường gặp nhất. Ngoài ra ngày nay thì có các nguyên nhân như rối loạn chuyển hóa cũng thường gặp hơn. Cái bệnh sỏi đường mật này thì nó rất là nguy hiểm, nếu mà không điều trị nó có thể gây ra các cái biến chứng như là biến chứng viêm phúc mạc, viêm tụy cấp, chảy máu đường mật, và nếu mà không điều trị xa nữa thì có thể gây ra các biến chứng như xơ gan và ung thư đường mật. Như chúng ta đã biết trên cái hình ảnh, cái hệ thống đường mật chúng ta gồm đường mật chính và hệ thống đường mật phụ. Đường mật chính bao gồm đường mật trong gan, đường mật ngoài gan, và sỏi có thể ở tất cả các cái vị trí đấy. Riêng về vấn đề về sỏi túi mật thì hiện ngày nay đã được giải quyết tương đối triệt để. Có khó khăn nhất vẫn là giải quyết các cái sỏi đường mật chính, đặc biệt là sỏi đường mật trong gan. Khó khăn là vì như chúng ta thấy là cái hình ảnh cái đường mật như một cái cây gồm rất nhiều các cái nhánh bên trong để mà có thể lấy tất cả các sỏi trong các cái nhánh đường mật, đặc biệt các nhánh mật trong gan thì gặp vô cùng khó khăn, đặc biệt phải có cái phương tiện hỗ trợ như cái ống soi mềm. Và hiện nay thì cái tỷ lệ sỏi mật tái phát còn rất là cao và cái vấn đề giải quyết nó là vấn đề nan giải từ trước đến nay, và đến bây giờ thì cũng đã có những cái giải pháp mới. Về mặt nguyên tắc điều trị của sỏi mật thì đầu tiên là nguyên tắc phải giải quyết được nguyên nhân và lập lại lưu thông đường mật. Cái thứ hai, điều chỉnh các cái rối loạn chức năng và điều trị hỗ trợ. Trong cái chủ đề này chúng tôi nói về điều trị về can thiệp sỏi mật, tức là bao gồm hai can thiệp là can thiệp ngoại khoa và các cái can thiệp bằng các thủ thuật ít xâm lấn. Về mặt điều trị thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để điều trị, nhưng mà để mà chọn lựa ra một phương pháp điều trị thì nó có những cái nguyên tắc và có những cái yếu tố để chúng ta quyết định chọn phương pháp nào. Thì đầu tiên các cái nguyên tắc đầu tiên là phải đảm bảo, đầu tiên tính an toàn. Một phương pháp mình đưa ra phải có tính an toàn mình mới đưa ra được. Cái thứ hai là tính hiệu quả. Thứ ba là tính khả thi, tức là có những cái phương pháp rất hiệu quả, rất an toàn nhưng mà tại một số cơ sở y tế không có khả năng triển khai được thì cũng rất là khó khăn. Và cái thứ tư chúng ta phải đề cập đến là cái yếu tố về mặt kinh tế, khả năng chi trả của người bệnh. Các cái yếu tố để chúng ta đưa quyết định chọn lựa cái phương pháp phụ thuộc vào cái tình trạng của người bệnh, tình trạng sỏi vị trí nào, ở đâu và các thương tổn ra làm sao. Cái hai, tình trạng nhân lực ở cơ sở y tế. Thứ ba là tình trạng các cái trang thiết bị. Thứ tư là cái khả năng chi trả của cơ sở y tế và của người bệnh. Về mặt chỉ định điều trị can thiệp thì có ba cái chỉ định chính. Một là các chỉ định mà các cái sỏi mật có triệu chứng lâm sàng kéo dài và điều trị nội khoa không có kết quả. Cái thứ hai là các cái biến chứng cấp tính như tắc mật cấp, áp xe gan đường mật, chảy máu đường mật, viêm tụy cấp. Cái thứ ba là các biến chứng hoặc nguy cơ cao cái biến chứng mãn tính như xơ gan, ung thư đường mật. Ví dụ trong trường hợp các cái sỏi không gây triệu chứng gì cả nhưng mà trên chẩn đoán hình ảnh thì sỏi đốt khuôn trong lòng đường mật, hoặc là có những cái sỏi có nguy cơ nó rơi từ trên xuống dưới gây ra tình trạng viêm tụy cấp. Những trường hợp đấy phải có chỉ định can thiệp. Trong cái chỉ định can thiệp về điều trị ngoại khoa thì có hai phương pháp chính là phương pháp mổ mở và mổ nội soi. Ngoài ra ta có các cái phương pháp phối hợp trong mổ, phương pháp mổ cắt gan, mở nhu gan lấy sỏi, nối mật ruột, thăm hẹp đường mật, vân vân. Thì đầu tiên phương pháp kinh điển nhất là phương pháp mổ mở mật chủ lấy sỏi dẫn lưu ke. Cái phương pháp mở mật chủ thì đã được lần tiên thực hiện từ năm 1884. Tuy nhiên đến nay nó vẫn có một cái giá trị nhất định trong quá trình điều trị, đặc biệt là các cái trường hợp mà có các thương tổn phối hợp buộc phải mổ mở, ví dụ như cắt gan hoặc là mở nhu gan lấy sỏi. Và đến năm 1898 thì tác giả Hanske đã nghĩ ra một cái dẫn lưu hình chữ T và đến ngày nay vẫn được sử dụng rất là nhiều, người ta gọi dẫn lưu ke để đảm bảo tăng cái tính an toàn cho phẫu thuật sỏi mật.
Và trong cái mùa mở thì ngày nay để nâng cao hiệu quả nữa, người ta sẽ sử dụng các cái phương tiện hỗ trợ kỹ thuật cao như là các cái hệ thống ống soi mềm, và các phương tiện như nội soi tán sỏi và các cái dọ lấy sỏi. Thì cái những cái phương tiện này đòi hỏi phải có sự đầu tư cơ sở trang thiết bị phù hợp thì mới làm được. Phương pháp thứ hai, phương pháp mổ mở, phương pháp mổ nội soi mở một chủ lấy sỏi kết hợp với cả nội soi tán sỏi. Phương pháp này thì chỉ định trong các trường hợp mà cái sỏi phần lớn là sỏi ngoài gan và kết hợp thì có thể kèm theo mổ cắt túi mật kèm theo. Còn các trường hợp sỏi trong gan thì hiện nay đối với mổ nội soi để kết hợp soi đường mật thì vẫn còn một số cái hạn chế. Tuy nhiên qua cái mổ nội soi người ta có thể đặt giữa đường ke, sau đấy mình lại sử dụng kết hợp cái phương pháp tán sỏi ít xâm lấn và là tán sỏi qua đường ke, thì tôi sẽ nói phần sau. Các cái phẫu thuật kèm theo của cái trong cái mổ mở thì gồm có một số trường hợp có chỉ định nối ống mật chủ, ống tiêu hóa, ví dụ trong trường hợp mà chít hẹp đi, hoặc một số trường hợp sỏi trong gan quá nhiều mà không thể giải quyết được thì người ta có thể sử dụng phương pháp nối mật chủ và hỗn tràng. Trên đây là các cái phương pháp, ví dụ người ta có thể nối ống mật chủ với tá tràng, nhưng mà phương pháp này hiện nay thì cũng được ít được sử dụng. Phương pháp thứ hai là trên hình chúng ta thấy là cái hình ảnh nối ống mật chủ và tá tràng trên một quai ruột biệt lập. Và phương pháp thứ ba là chúng ta có thể nối ống mật chủ và đưa được cái đầu ruột ở dưới da. Và trong những trường hợp mà sỏi bị tái phát, người ta sẽ có thể mở cái đầu ruột dưới da và nội soi tán sỏi, tức là mình cũng chọn cái phương hướng là can thiệp ít xâm lấn. Trong một số trường hợp mà cái nhu mô gan chứa sỏi nó bị áp xe hoặc nguy cơ gây ra ung thư đường mật hoặc đã ung thư đường mật, thì trong trường hợp này mổ mở thì kết hợp với cả phải cắt cái phần gan mà chứa sỏi và gây ra thương tổn như vậy. Trong một số trường hợp sỏi trong gan rất là nhiều nhưng mà nhu mô gan còn khá là đẹp mà đường mật trong gan thì giãn, thì ta có thể áp dụng thêm cái phương pháp là mở nhu mô gan này, lấy sỏi qua chỗ mở đấy mình sẽ có thể tán sỏi vào bên trong. Về điều trị thứ hai bằng các phương pháp ít xâm lấn, đây là phương hướng chính đang phát triển ngày nay. Thì cái đầu tiên là cái ICP, thì cái này cũng được thực hiện từ rất lâu rồi và chỉ định của nó chỉ dành cho các cái trường hợp mà sỏi ở đường mật ngoài gan, đặc biệt các cái sỏi phần thấp ống mật chủ, và các vừa cái hạn chế là các kích thước sỏi phải trong giới hạn vừa phải, không phải quá lớn. Trường hợp mà sỏi quá to thì có kết hợp với phương tiện tán sỏi. Phương án thứ hai của cái điều trị ít xâm lấn là cái tán sỏi đường mật xuyên gan qua da. Đây là phương án mà được áp dụng rất rộng rãi hiện nay ở Viện Đại Uy Hà Nội và một số cơ sở khác. Phương án này thì có nhiều cái ưu điểm là có thể can thiệp sỏi tất cả các cái vị trí ở trong hệ thống của đường mật, và cái kỹ thuật của phương pháp này là xuyên qua thành ngực và qua nhu mô và vào trong cái đường mật. Qua đó mình sẽ dùng ống soi, có thể ống soi cứng hoặc ống soi mềm, và kết hợp với tán sỏi bằng laser hoặc tán sỏi cái thủy lực, mình xử lý tất cả các cái vị trí sỏi ở phía bên trong. Đây là các cái hình ảnh mà chúng tôi thực hiện được qua đường tán sỏi qua da, dùng ống soi và qua một đường khá là nhỏ trên thành ngực, và mình sẽ đi vào để tán sỏi. Cái phương án thứ ba là cái trường hợp tán sỏi qua cái đường mình tạo ra, ví dụ mình tạo một cái đầu ruột dưới da như tôi đã nói vừa rồi đấy. Và khi nào sỏi tái phát mình sẽ mở cái chỗ đầu ruột dưới da luồn vào bên trong để mình tán sỏi. Và một số mình trường hợp mình có thể tạo một cái đường hầm từ ống mật chủ ra phía ngoài da bằng cái túi mật. Những trường hợp như thế thì hiện nay cũng có chỉ định áp dụng một số trường hợp nhưng mà không phổ biến. Cái trường hợp thứ tư là trường hợp một số trường hợp mà trong khi mổ và mình đặt dẫn lưu ke mà tán sỏi không hết, thì qua cái đường dẫn lưu ke này mình có thể tiếp tục mình tán sỏi sử dụng ống soi mềm rút ke ra. Thì đây là phương hướng chính hiện nay chúng tôi đang sử dụng đối với trường hợp mà bắt buộc phải mổ mở trong lần đầu tiên, hoặc là trong cái lần đầu mà không thể giải quyết ngay được mà người bệnh vẫn phải mổ. Thì tóm lại, cái xu hướng hiện nay đối với điều trị của cái sỏi đường mật trong gan là can thiệp ít xâm lấn và phải kết hợp đa phương thức trong điều trị, tức là vừa có thể kết hợp vừa phẫu thuật mổ mở tán sỏi hoặc là ECP. Đấy, và thứ ba là cái phát triển y tế dự phòng và giúp sức khỏe. Thì đấy là những cái
yếu tố then chốt đối với điều trị sỏi mật hiện nay. Và hiện nay cái điều trị sỏi mật đường mật trong gan cũng đã mang lại những cái hiệu quả rất là kết quả rất là tốt. Đó, xin cảm ơn thầy Thành và các quý đồng nghiệp. Xin hết. Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đạt. Xin mời các thầy cô các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu có thể đặt câu hỏi cho tiến sĩ Đạt về các phương pháp điều trị sỏi đường mật hiện nay. Xin hỏi thầy Đạt thì bây giờ cái xu hướng này là can thiệp ít xâm lấn đúng không? Dạ vâng. Như vậy là với can thiệp ít xâm lấn thì trong những cái trường hợp mà sỏi mật, đặc biệt sỏi mật tái phát ấy, người bệnh là có người là đã mổ đi mổ lại rất nhiều lần, thậm chí mổ mở đúng không? Vâng. Đấy. Thì cái việc can thiệp ít xâm lấn thì nó có ưu nhược điểm gì trong cho những cái người bệnh như vậy không? Vâng. Đấy. Thì rõ ràng chúng ta thấy là can thiệp ít xâm lấn thì người bệnh nếu mà can thiệp được thì rõ ràng là về hiệu quả điều trị thì tốt hơn nhiều đúng không? Đấy. Nhưng mà vậy thì ưu nhược điểm của cái việc can thiệp ít xâm lấn chắc là tán sỏi qua da đúng không? Vâng. Vâng, qua gan. Thứ hai nữa, câu hỏi thứ hai nữa là trong những trường hợp mà cắt gan á, cắt gan do sỏi mật thì chúng ta có phải lưu ý gì không với cái câu chuyện là tính toán giữa cái việc giống như là cắt u gan hay không đúng không? Cắt u gan là chúng ta phải tính toán là cái phần gan còn lại nó có đủ để bù trừ đảm bảo cái phần chức năng của nó hay không đúng không? Thì nó có đặc điểm gì khác so với cắt u gan không? Vâng, em xin trả lời hai cái câu hỏi của thầy Thành. Đầu tiên là cái ưu nhược điểm của cái phương pháp can thiệp ít xâm lấn hay nói rằng là tán sỏi qua da hiện nay, thì cái ưu điểm đầu tiên là cái vấn đề về an toàn, cả hai là vấn đề về xâm lấn, tức là người bệnh sẽ chỉ có một cái sẹo rất là nhỏ trên cái thành bụng hoặc thành ngực thôi. Cái hai là với trường hợp mà các trường hợp mà đã mổ nhiều lần rồi thì khả năng mổ lại nó sẽ nguy cơ tai biến cao hơn rất là nhiều so với cái trường hợp mà mình chỉ có xâm lấn qua một đường tối thiểu qua da như thế. Cái thứ hai là khi mà mình tán sỏi qua da mình có thể tiếp cận vào tất cả các cái vị trí sỏi ở trên cái hệ thống của đường mật, ví dụ mình có thể đi từ bên phải vào, từ bên trái vào, thậm chí một số trường hợp có thể vào thẳng ống mật chủ hoặc là vào trong túi mật. Thì đấy là những cái ưu điểm. Còn cái nhược điểm đối với can thiệp ít xâm lấn hiện nay, có lẽ vấn đề duy nhất là vấn đề về chi phí, vì thực ra bảo hiểm hiện nay chi trả cho vấn đề này rất là thấp. Một chi phí cho một cái lần tán sỏi nó mất khoảng 40-50 triệu, nên đâm ra một cái gánh nặng đối với các trường hợp mà sỏi mật mà điều trị nhiều lần. Cái thứ hai nữa là các cái phương tiện hỗ trợ, các cái phương tiện vật tư đòi hỏi phải có thì mình mới làm được phương án này. Còn các cái phương pháp mục cổ điển kia thì tất cả các nơi đều có thể thực hiện được. Trong khi cái can thiệp ít xâm lấn này thì một số trung tâm có điều kiện trang thiết bị thì mới có thể thực hiện được. Còn vấn đề về cắt gan cho sỏi mật thì cái phần nó khác với cắt gan do u gan, là cắt gan sỏi mật là bình thường cắt gan tối thiểu, chỉ những phần gan nó bị hỏng thì mình mới cắt bỏ đi, còn các cái phần gan nguyên vẹn thì mình sẽ giữ lại. Khác với cắt gan theo do ung thư gan là mình cắt gan theo giải phẫu. Chính vì thế mà cái vấn đề về thiếu thể tích gan thì gần như nó ít xảy ra, vì thông thường những phần gan mà mình phải cắt do sỏi mật là những phần gan không còn cái chức năng gì nhiều, nên khi mình cắt bỏ phần đấy đi thì cái chức năng gan ít bị ảnh hưởng, phần thể tích gan còn lại vẫn đảm bảo chức năng của gan. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Đạt. Như vậy là có trường hợp nào mà chúng ta nếu mà tán sỏi ít xâm lấn thì có phải làm đi làm lại một vài lần không? Dạ có, ở đây có trường hợp tán sỏi đến lần thứ hai và lần thứ ba rồi, nhưng mà cũng ở đây cũng hỗ trợ cho các người bệnh một cái chi phí. Những cái buổi sau thì những cái lần tán sau là do bên trời ánh ảnh, người ta sẽ linh động hơn trong cái phần khoản thu phí đấy để giảm chi phí cho bệnh nhân ạ. Còn những trường hợp sỏi nhiều thì đương nhiên phải tán 2-3 lần ạ. Vâng, nhưng mà nếu mà 2-3 lần mà không phải mổ thì tôi nghĩ là về mặt hiệu quả kinh tế có khi là còn tốt hơn là phải mổ nhiều lần, đúng không? Vâng, cảm ơn thầy ạ. Vâng. Xin chuyển sang nội dung hội chẩn trực tuyến của ngày hôm nay với ca đầu